Khi mà em sắp xếp như thế này thì thứ nhất là cái năng nó nhỏ, nó không có lỗ thông thiên, em nhìn chưa, làm gì có lỗ thông thiên đâu, Vâng. đấy, nó phải có thiên địa đấy, âm dương âm long phải dương hướng. Chào chúng tôi này, trở về với này, đây là xã Trường Linh đúng không? Là xã Trực Thắng, huyện Trực Linh của tỉnh Nam Định nhé. Để coi cho một khu lăng mộ cho chủ nhà đây nhé. Đây em ơi, về cái đại môn này đấy, rất được luôn. Tức là khi mà lấy chuẩn bên trong vào đây thì được rồi nhé. Đây em nhìn nhé, hoan lạc nhé. Đấy, quẻ nhưng mà sang đây thì nó là quẻ hăng. Cây kia của mình thì quẻ đính, nhưng mà cái này là quẻ hăng thì được rồi. Tức là bền nhé. Còn cái cổng này kích thước như này thì cũng hợp lý rồi, ứng với này cái đường thần. Cái chỗ này thì thầy cũng em nên thần làm cho thầy cái này này, chỗ này em làm cho thầy một cái thêm một cái tắc môn nữa nhé. Tức là mình gọi là cái bình phong chắn khí, thì em lưu ý nhé, cái tắc môn bây giờ đây này, em nhìn thấy cái năng em đang cao kia chưa? Cái tắc môn này em không thể nào làm như cái kích thước của họ được đâu nhé. Đây em xây cho thầy nó phải ngang cái tầm này. Đây, cái tắc môn phải lên đến tầm này, vì em nhìn cái đằng kia là cái xa chưa? À, vâng. Tức là cái năng nhà kia kìa, các cái đầu đao nó ảnh hưởng đúng cái cổng mình. Thì cái này tức là cái nên đây thì em có cái bút hay gì thể đi dấu cho em. Đây là hoặc ngang cái chữ này nhá. Vâng. Thì còn cái tức là cái dưới bệ này em có thể là xây cái bệ nó lên, xong em đặt cái bằng đá cái gì cũng được nhá. Thì em mình dùng cho cái cổng em như này, nó ngang như này. Thì cái tắc môn em phải làm rộng ra đến đây nhá. Là tức là em làm rộng ra đến đây này, đến kia, và cái chiều này nhá, từ cái trong này này em làm cho thầy vào đây là 1m3. Đây đây đây, từ đây này 1m3 đến tầm này này nhá, em làm cho thầy đến khoảng tầm này thôi nhá, tầm này thôi, khoảng 1m thôi. Em làm vừa tròn 1m, từ đây ra cho thầy 1m thôi. Vì trường hợp tránh nay mai mà các cái cụ mà đặt tiếp ở đây đấy là sẽ ảnh hưởng đến, thì mình em làm cho thầy rất là 1m thôi. Vì để tránh thứ nhất ấy là cái tác dụng của cái gọi là cái tắc môn nhiều nơi gọi như vậy, nhưng mà các thầy gọi là cái bình phong đấy. Bình phong ấy là vừa là một cái, nó gọi là cái án, cái xa cái án, vừa là chắn khí, tức là các cái khí xung sát ở bên ngoài ảnh hưởng đến khu năng mộ nhà ta đấy, và cái hai cũng là cái xa là để giữ khí ở trong đây nha. Đặc biệt mà những cái ngôi nhà gần đường như này đấy, à cái khu năng mộ mà gần đường đấy thì bắt buộc phải có nha. Cái đấy là thứ nhất là để tránh cái khí xung sát đây. Cái hai nữa là cũng tránh những cái con động vật nó vào nó quấy phá ở trong cái khu năng mộ chúng ta nha. Thì có rất nhiều ý nghĩa đấy, nhưng cái ý nghĩa chính vấn đề cái yếu tố là phong thủy nha, để nó chắn khí ngoài và giữ cái trừ khí ở trong. Thì cái ngôi mộ em cứ sửa cho thầy như vậy thôi nhá, là cái khu năng mộ này của em là rất hoàn chỉnh rồi nha. Nhìn kiến trúc thì rất đẹp rồi, bố cục cũng hợp lý. Nằm theo cái trục Bắc Nam này là cái trục chính châm, là rất là bền rồi nhé. Em cứ đứng đây. Cái ngôi mộ của em ấy thì về cái long mạch chỗ này của em thì cũng được nhé. Chỗ này của em thì thuộc dương thủy long cục, long mạch dương thủy là đất là phát dương nhé. Tức là cái ngôi long mạch ấy thì làm khu năng mộ là tốt, thì con cháu sẽ được hưởng phước nha. Và cái hai nữa thì xét về cái long mạch nha, thì chỗ này là long mạch được này, nhưng nó có một cái này, cái này cái khu mộ em nó gần đường quá nên nó động thường xuyên, tức là xe cộ nó riêng cái phần nếu mà xét về mà phần dương trạch, tức là về mình làm nhà thì gần đường là tốt, nhưng riêng mồ mả thì gần đường thì nó lại không tốt nha. Cho nên nó thường động thường xuyên. Hai nữa là cái hướng thiên bàn của em lập sang cái hướng đinh này. Cái này của nó thì nó tự như vừa nói là long mạch nó thuộc là dương thủy nó cục, nhưng mà cái hướng sinh đến hướng thiên bàn này thì cái em lập theo cái hướng đinh này là được nhé. Em nhìn chữ hoan lạc chưa? Đấy, chẳng qua cái ngôi mộ này này, nhưng nó có một cái này nhé, em nhìn chữ đây chưa, mộ ngọ chưa? Đấy, và chữ tân mùi chưa? Đấy, thì nó gọi là sai thác công vong. Thực ra cái ảnh hưởng của cái sai thác công vong ấy thì nó ảnh hưởng không lớn,
Nghe chưa? Tức là xét về tổng thể thì cái năng bộ này em có bị ảnh hưởng cũng không đáng kể bao nhiêu nhá. Tức là khi mình làm xong thì nó không ảnh hưởng đáng kể bao nhiêu. Mấy này cái ví dụ như nó phạm một cái quy giáp không vong đây, nó phạm một quy giáp không vong hay là cô hư thì nó ảnh hưởng lớn. Cái chỗ này thì nó cái quẻ này thì nó chuẩn bị nó sang đây là nó cũng đủ đến quẻ đính rồi nhá. À, nhưng mà chính xác là nó phải nằm như thế này. Đây thì nó nằm như thế này thì hướng em đập như này mới tốt này. Đấy, đây em nhìn chưa, mạch chính khí này, bính ngọ này, bính ngọ này, nhâm ngọ này, đấy được quẻ càn rất tốt này, hoan lạc này, anh em tất cả con cháu vui vẻ hài hòa. Có cái một điều như vừa thầy nói đấy thì khi mà phạm vào cái sai tác cung vong ấy thì ảnh hưởng của cái sai số từ thiên cho nên là khi mà bắt đầu em làm cái ngôi năng mộ này em làm lâu chưa? Cái năng thứ năng nguồn gốc có là từ những năm 90 đấy. Không, mới em đang làm mới làm hoàn thiện xong là mới khánh thành làm tháng Giêng năm Quý Mão vừa rồi. Năm rồi nhá. Vâng. Năm nay đấy, thế vâng. Này mà năm nay em làm năm nay là được. Vâng. À, cái hướng này là hướng Nam. Hướng Nam mà làm năm nay là được nhé. Vâng. Nhá. Nhưng mà một cái vấn đề là từ lúc em làm đến ra đến giờ đấy thì thực ra là nó chưa có cái gì, nó có một cái vấn đề là hơi ví dụ như cái nội bộ cũng như kinh tế thì nó hơi chỉ cho em biết thôi. Vâng. À, thì cái này thì như vừa thầy nói nó ảnh hưởng của cái sai tác không vong. Vâng. Nhá. Bên này cái hai nữa thì khu năng mộ này của em thì được gần đường quá. Vâng. Nhá. Cái gần đường lẽ ra đấy thầy nói em này. Vâng. Cái này gần đường thì em phải xây cao đi. Vâng. Đấy, ví dụ cái chiều này em phải xây được khoảng 1m6. Vâng. Tức là khi mà chúng ta thiết kế cái khu khuôn viên này như này thì nhìn nó đẹp. Nó thoáng nhưng chúng ta lại chưa biết được cái bố củ sắp xếp của một ngôi năng mộ cho được tụ khí. Nó gần đường cho này em phải xây 1m6 cho nó kín hạn nó cơ. Đấy, thì tức là nó sẽ bớt đi. Chỉ cần một mặt thôi đúng không? Một mặt đây đây. Đây đây, từ đây từ cái chỗ này này. Xây ra đến đến cái góc kia thôi. Đấy, em xây cao 1m66 đi. Đấy, thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng của các cái trường khí bên ngoài vào. À, chỗ này thì nhìn cái khuôn viên đẹp nhưng mà nó lại ảnh hưởng yếu tố phong thủy. Vâng. À, thì nó chỉ cái này em chỉ chỉnh sửa một chút thôi. Đơn giản thì phải nhá. Phơi nên không thể đơn giản. Bên này cái hai nữa này. Số này bảo cái về cái năng mộ thì đây gọi là cái em quy tập vào thôi. Vâng. Chứ còn như này làm như này đi thì gọi là quy tập cho nó đông đủ trong cái dòng tộc chúng ta về đây cho nó gọn. Nhá, thế còn cái khi mà em sắp xếp như thế này thì thứ nhất là cái năng nó nhỏ, còn nó không có lỗ thông thiên. Em nhìn chưa? Không gì có lỗ thông thiên đâu. Vâng. Đấy, nó phải có thiên địa. Đấy. Âm dương, âm nong phải dương hướng. Vâng. Đấy, dương nong âm hướng, thủy toàn phóng âm. Đấy, thế bây giờ cái này nó phải có, em phải cắt cái lỗ thông thiên ra. Đấy, nhá. Vâng. Em phải cắt cái lỗ thông thiên cái chỗ này thì em cắt ra khoảng nếu mà cắt để gắn một tấm khác trong sân nước nữa vào bên trong này, chảy ra cái đá rất bẩn. Với cái đá này họ nếu mà có cái nỗi này nước mưa nó vào nó đùn cái nước xi với mạch ở đây nó rất bẩn. Không nhưng mà nó phải có thông thiên thì cái mộ mới tốt. Này, dán lên chỗ như kiểu ô thông gió ở nhà mình. Đúng rồi, thì bây giờ em dán cái vòng quanh diềm để cho nó không. Dán một cái diềm này úp vào tấm lên chốc để như là kiểu khí nó thông thiên thôi. Tức phải thông thiên, tức là em dán một cái cạnh gờ đây để mưa nó không tràn nữa mà thôi. Vâng, chứ vâng. Còn cái nước mưa em biết không? Cái mộ nha là quan trọng nhất là cái nước mưa. Vâng, vâng. Mộ thì người ta không nên đổ nước ngoài vào. Nha, khi mà làm mộ cho không đổ nước ngoài trừ trường hợp ví dụ như mình cho cái thần sa này, cái tín hương này, cái nước hồi này, hoa hồi, nước quế thì đó vào thôi. Để khi mình đặt các cụ mình tưới ở dưới đây cho nó thơm. Để nó tạo cái trường khí âm để cho ngôi mộ nó nhanh kết pháp. Đấy, cái ngôi mộ này nhá. Em làm bé quá, khi mà nó phát kết pháp ấy thì nó không đủ cái trường khí để tức là cái không gian này. Để cho mộ tốt, đây gọi là em lưu giữ xương cốt các cụ đây thôi. Vâng, vâng. Chứ như làm như này là rất khó kết phát. Dạ. Nhá. Vâng. Còn cái mộ mà đảm bảo yếu tố kết phát thì nó phải có tiêu chuẩn. Đấy, chẳng hạn như là bây giờ cái kích thước thấp nhất này nói em một cái ngôi mộ mà đảm bảo theo phong thủy nhá. Thì em một chiều dài thấp nhất phải được 1m66 và chiều ngang được 1m34. Đấy, thì mới gọi là để đảm bảo yếu tố cho cái khí thiên địa nó lưu thông thì ngôi mộ mới kết. Vâng. Vì ngôi mộ kết thì mới phát được cho con cháu. Đấy, với hai nữa cái tầm nong mạch này nha, chỗ này em nong mạch thì từ cái mặt này xuống này em phải đào xuống khoảng 1m4. Đúng rồi ạ. 1m5 đấy ạ. 1m4, 1m5. Vâng đúng rồi.
thì mới nó là sâu lắm, cái này mới tôn lên xong này. Ngày trước nó như cái cốt bên này này. Cốt bên này thì là xuống 1 mét rồi đấy. Đấy. Thì nó phải 1 mét tới 1 mét rưỡi thì bắt đầu mới đến cái lớp mà cái chỗ này nhá. Này em bước chân đến em đào xuống cái lớp đất giao dưới là nó có cái màu như kiểu là đất cao lanh đấy. Đấy, dương thủy mà là nó là cái đất cao lanh. Nó hơi thâm thâm như kiểu gan gà xuống dưới đấy. Thì đấy là cái tầm đó là mới là tầm của long mạch. Nó mới có long mạch nhá. Chứ còn những cái tầm mà sâu lông quá là nó không đến long mạch đâu. Vâng, vâng. Cho nên còn cái sắp xếp thì cái năng mộ em này thì khá đẹp, về kiến trúc thì khá đẹp. Thì có thầy cũng nhắc em mấy vấn đề này thôi. Để chỉnh sửa được cái năng mộ này em cho tốt thì đầu tiên ấy là cái đường thần này em không được đặt cái gì đây để được rồi nhé. Cái cổng môn vào đây thì đường thần em không được đặt mồ mả lên trên đường thần. Đấy là cái thứ nhất. Cái hai thì khu năng mộ mình ở đây thì rất đẹp mà có tọa sơn đầy đủ rồi nhé. Tọa sơn tọa hướng rất rõ ràng, hướng nam được rồi nhé. Tức là cái hướng thiên bàn, đây là cái hướng thiên bàn. Trong ngôi mộ thì có hai cái điều cực kỳ quan trọng nhé. Đấy là cái hướng sinh thái, tức là hướng long mạch, và cái hướng thiên bàn là cái hướng nập năng mộ, tất cả năng mộ này nhá. Thì tất cả cái yếu tố này thì đóng vai trò là đẹp rồi. Đấy, thế còn nữa thì nó vì nếu ngôi mộ này các em đấy mà nó nằm sâu ở trong kia, trong đến đoạn kia ra thì em làm này khuôn viên rất đẹp rồi nhá, mọi thứ đầy đủ rồi, có trụ biểu hai bên rất là tốt rồi. Đấy, thì cái chỗ này gần đường thì em sửa cái bố cục. Thực ra bây giờ mình mà biết cách sửa nó này đẹp lên đấy. Đấy, mình xây xong mình đắp mọi thứ vào nó đẹp ra. Vâng. Em xây cho thầy cao cái này 1m66. Vâng. Đấy, thì tương đương nó đến cái tầm này. Không, không đến. 1m66 thì nó chỉ đến tầm này thôi. Đấy, em xây lên. Xây lên, xây kín xong có thể em đắp như kiểu cái tường bao của nhà chùa đấy. Vâng. Rất đẹp luôn. Đấy, đấy, đấy. Kiểu như nhà chùa đẹp luôn. Đó, mà đảm bảo yếu tố đó, mà cái yếu tố ở đây nó không ảnh hưởng đến cái ngôi mộ ta. Em thấy nhá, cái đường lớn mà khi họ chạy qua nhà ta còn phải làm rào cách âm cho nhân dân ấy, để tránh ảnh hưởng cái trường khí. Đấy, nó liên quan đến cái ngôi nhà cũng như liên quan cái ngôi mộ nhà ta nhá. Còn trước có từ đây thôi này, vậy xin được bằng này nữa, vậy cơi nơi đấy cho cái nên là cái này đấy thì cái phương vị này là phương vị phía nam này, đông tây nam bắc, phía tây này thì em cũng không cần phải dòng cái cây gì ở đây đâu. Đấy, chỗ này không cần, phía đây là phía nam này. Thì bên này nha, em dòng cho thầy là bên này là em dòng cây hoa mai được, hoặc là em làm cái chậu hoa mai. Hoa mai thì nó tốt hơn lắm, khi mình quên mình không tưới mà còn thọ được. Vâng, làm chậu mai thì mai tươi quý. Đấy, bên đây là em dòng cho thầy mấy cây tùng nha. Mấy cái cây tùng ấy, tùng na hán, cái tùng na hán được, cái tùng kim được, cái tùng bình thường ấy. Đồng thế thôi. Còn em không nên dòng quá nhiều ở trong cái khuôn viên này, về phương về phía tây dòng nó cũng không nên ở đâu. Một chiều này đấy là em cắt 16 16, hết 16 16, tấm này có 18 này, cắt 16 16 hết cái tấm này luôn đấy. Là cắt thế xong đây em lấy cái cỏ cỏ Nhật ấy. Vâng. Em dòng nó trên. Vâng. Nhé. Chứ đừng dòng những cái cây những cái cỏ linh tinh ra rồi nó mọc cao nó ảnh hưởng dễ xuống nhé. Vâng, vâng, vâng. Cái khu năng mộ đấy thì thường là chúng ta để sạch sẽ như này được rồi. Vâng, vâng. Nhé. Cái này thì em chỉ chỉnh sửa như thế là được thôi nhé. Vâng.